Hôm nay là một ngày đẹp trời, Tiêu anh quay lại Maya để thực hiện lời hứa với bạn người cá Phúc đi bơi thêm một ngày chủ nhật. Bởi vì bạn người cá Phúc từ Vũng Tàu vô đây rất là xa xôi. Hồi hôm qua sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 15 tổ chức tại Maya lúc này, tôi được biết là có phụ huynh góp ý là nói tại sao vô trong này thấy học trò thì la hét, còn thầy chỉ lo quay phim mà không có dạy bơi gì hết. Sẵn chia sẻ luôn, những em người cá mới đến câu lạc bộ này thì tôi sẽ hướng dẫn bơi người cá căn bản. Đó là hướng dẫn các em mặc đuôi cá, hướng dẫn các em khởi động, hướng dẫn các em kết hợp thở với đuôi cá, rồi bơi thử với đuôi cá, rồi bơi ổn rồi tôi cho bơi qua bơi lại để thi đua lấy quà cùng các bạn. Chương trình là ngắn gọn như vậy thôi, chứ không phải là tôi sẽ dạy bơi cho bạn ấy từ đầu tới cuối luôn. Rồi hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn người cá một cái trò chơi mới giúp cho các bạn tăng thêm sức mạnh và độ nhanh nhẹn. Trò chơi được mang tên Trò chơi được mang tên là rượt đuổi người cá. Oh yeah. Ở đây có 5 bạn sẽ tham gia cái trò chơi này. Rồi, ở đây sẽ có hai cái mức xuất phát. Mức xuất phát là ở cái sợi dây vàng ở ngoài đây. Đó, xuất phát từ cái sợi dây vàng ngăn cách ở đằng kia. Mấy bạn sẽ xuất phát từ đó và cố gắng bơi qua bờ bên này nha. Rồi, thì ở bên bờ bên này nó sẽ có một cái khoảng cách để Ti Un tính coi. Từ cái phao đỏ đằng đây nha, tới cái phao đỏ ngay chỗ ba bạn kia đang ngồi. Cái phao đỏ đó đâu? Đó. Khoảng cách từ đó tới đây là khoảng 10 mét. Mấy bạn không được bơi từ bên đây về bờ bên đây, vượt quá cái khoảng cách này nha. Bơi trong cái khoảng cách 10 mét này thôi. Rồi Ti Un sẽ đứng giữa hồ bơi. Ti Un đếm 1, 2, 3 là các bạn cùng nhau bơi ra. Nếu mà ở đây có 5 bạn chơi thì Ti Un chỉ cần đụng được 4 bạn là Ti Un thắng ha. Đúng rồi, bắt được 5 bạn Ti Un cũng thắng, bắt được 4 bạn Ti Un cũng thắng, nhưng mà cái bạn cuối cùng đều bị, hiểu không? Còn Ti Un mà bắt được 3 bạn trở xuống là Ti Un thua, là Ti Un tiếp anh tục chơi. Anh Ti Un cho em hỏi nè, cái bạn này được ưu tiên đi, đụng mà không bị đi là em bị không bắt được ai đâu. Đúng rồi, thí dụ mà Ti Un bắt trúng bạn này bơi yếu đúng không? Thì Ti Un không có tính bạn này. Nhưng mà bạn này có quyền nha, bạn này có quyền là bị luôn cũng được, hoặc là người có người thay thế, em muốn bị hay có người thay thế em cũng được. Đâu bắt được ai đâu anh Tuấn. Rồi em muốn có người thay thế đúng không? Rồi trò chơi bắt đầu. Ti Un sẽ là người bị trước. Rồi mấy em qua điểm xuất phát đi, bơi qua điểm xuất phát của mấy em. Thank you.
nước trước đi. Trò này giúp gia tăng sức khỏe và sự nhanh nhẹn, nên mấy em cứ khỏe đi rồi bắt đầu mình chơi. Thở nước 10 lần cho khỏe, bắt đầu. Vịn vô cái sợi dây thở nước đi. Em không mệt thì em đợi mấy bạn. Mình trở thành người cá là mình phải chơi đồng đội. Mình khỏe thì mình đợi mọi người. Rồi, bây giờ bạn nào bơi yếu nè, Tiêu sẽ bảo vệ bạn đó. Người cá Hồng Như, nắm tay Tiêu bơi cho nó nhanh, tăng tốc tối đa. Hai người mới tối đa được bao nhiêu luôn ha. Trời ơi, cả ba cùng dịnh vô Tiêu luôn hả? Các bạn mà lỡ bị rồi phải cản. Đúng rồi, đúng rồi nè. Các bạn nào bị luôn phải cản luôn ta lại. Đúng rồi, những bạn mà bị lỡ bị Luna bắt rồi có quyền cản Luna lại để cho mấy bạn kia trốn thoát. Nhớ nha. Rượt đuổi người cá mà. 1 2 3 trốn. Người cá này bơi sao tụt quần luôn vậy? Giữ bạn Luna lại. Ê, giữ thôi chứ không phải là em nè. Bảy lúc đây. Giữ lại lại em ơi. Bơi đi. Cản thôi. Trò chơi này là giữ là có nghĩa là cản bạn ấy lại, nhưng không được chạm vô bạn nha. Em mà đè bạn là bạn sẽ bị uống nước. Rồi vậy là bạn Luna bắt được 4 người. Bạn nào bắt cuối cùng? Con. Em bị. Con sao bị tụt quần luôn. Rồi ra chơi nữa. Mấy em hiểu luật chơi rồi đúng không? Trò chơi sẽ là như vậy đó các bạn ơi. Đè đâu cho mập nè. Nãy có người kéo cần. Người nào kéo chân của em? Người áo cam hả? Cái bạn áo cam kéo chân em hả? Tại bạn thấy. Tại bạn thấy em là người cá nên bạn thích, nên bạn vịn vô cái chân em thử, hiểu không? Mình trở thành người cá mà người thường người ta thấy mình lạ lắm, người ta tò mò mình lắm. Giống như Tiêu nặng ngày bị phan cuồng khủng bố hả, cả trăm cuộc gọi, gọi lên nhá máy, gọi lên nhá máy, bắt lên nghe muốn đứng lỗ tai luôn. Các bạn thấy trò chơi rượt đuổi của Tiêu thế nào, hấp dẫn không? Trong suốt 10 năm bơi lội với các em nhỏ, Tiêu đã nghĩ ra hàng trăm trò chơi dưới nước. Nếu nói về giải trí lành mạnh và tạo ra những điều tích cực cho trẻ em thì không ai có thể qua Tiêu là chắc rồi. Vì Tiêu đã có 6 năm kinh nghiệm làm việc cho tổ chức ABC Program ở Mỹ, chuyên xây dựng các tư cách phẩm hạnh cho trẻ nhỏ. Còn bây giờ trên mạng ở Việt Nam xuất hiện nhiều thành phần tiêu cực, tự cho mình là mang lại những điều tốt đẹp cho trẻ nhỏ, lại dạy các em nhỏ chơi ngu nghịch dại. Khi các bạn người thường đến với câu lạc bộ Người Cá Tiêu, phụ huynh của các em đã rất yên tâm tin tưởng giao các em cho Tiêu vô điều kiện để huấn luyện và dạy dỗ. Hiện tại Tiêu cũng không có muốn tẩy chay một số kênh YouTube làm trò xấu xa trên mạng ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nhưng vì phụ huynh và bạn bè góp ý dữ quá, ai cũng muốn dùng sự nổi tiếng của Tiêu để giúp con em của họ thoát khỏi cám dỗ trên mạng xã hội. Như mấy tháng nay có nhiều trẻ em người thường học bơi thành người cá là fan rùa của YouTuber Thơ Nguyễn, nhưng đến với Tiêu các em đã thức tỉnh và nhận ra những trò lố lăng của cô ta, muốn lôi kéo các em trở thành những con người sống thực dục, vô bổ, ở nhà ngồi xem clip, câu view. Trong khi Tiêu phải bôn ba kiếm tiền giải cứu động vật và giúp các em nhỏ hiểu được lợi ích của việc bảo vệ thiên nhiên, động vật. Đệ tử của Tiêu hiện nay toàn là những ngôi sao nổi tiếng như Benjamin chẳng hạn. Liệu một người như Thơ Nguyễn có ai dám gửi gắm con em của mình cho cô ta? Bạn Tiêu làm trong chính phủ đặt cho cô ta biệt danh là con quỷ già chuyên dụ dỗ trẻ em. Bên công an thì đang đợi cô ta ra những clip sốc hơn để đủ bằng chứng kết tội. Còn nạn nhân của Thơ Nguyễn là những em nhỏ bị phỏng lửa, bị nổ chai nước thì đã rất nhiều rồi, nhưng mà họ không có điều kiện nổi tiếng để lên án, nên phải nhờ đến Tiêu. Bởi vì Tiêu có thể gần gũi trẻ em tốt nhất. Hàng tuần Tiêu đều đi bơi với các em nhỏ. Còn Thơ Nguyễn thì làm gì, cô ta ngồi ở nhà làm clip để dụ các em mua đồ của cô ta, để rồi các em trở nên hỗn láo với người lớn, cũng từ những trò bậy bạ của YouTuber này mà ra. Và hàng trăm YouTuber đang ăn theo cái trào lưu của cô ấy, giống như là MTN rồi mấy cái gì đó Tiêu không biết nữa. Mà bây giờ có những cái YouTube nó ghi là mấy cái tựa rất là ghê, chủ yếu để câu view. Như hồi sáng này tự nhiên thấy cái gì mà ăn phô mai với bồn cầu gì đó,
đó, mấy đứa đó là nó là quỷ chứ không phải là người thiệt mà. Nó hại trẻ em. Chuyện của người thường đáng lẽ không liên quan tới Tiun, nhưng Tiun bắt buộc phải nói ra vì đó là mệnh lệnh. Nhiều con cái của viên chức nhà nước cũng bị cô ta đầu độc. Họ đang rất phẫn nộ mà họ đa số là bạn của Tiun. Rồi bạn Tiun làm trong ngành công an cũng rất là nhiều. Tiun thì chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi. Giờ mấy bạn có chống đối Tiun bên vực cho Thơ Nguyễn thì hậu quả các bạn cũng là người lãnh. Vì Tiun đang kêu gọi chống những YouTuber tạo ra những điều tiêu cực, chỉ mang ý nghĩa cảnh tỉnh mọi người và cảnh tỉnh chính những YouTuber ấy. Thật sự những kẻ như thế trước sau gì cũng bị pháp luật xử lý hết thôi. Còn việc Tiun đang làm không cần các bạn ủng hộ. Những người có học thức, có đạo đức, có trí tuệ, họ sẽ luôn bên vực Tiun. Và tất nhiên dù kênh Tiun không được fan của Thơ Nguyễn ưa chuộng, thì câu lạc bộ người cá của Tiên Cá Biết Tất Cả vẫn ngày càng phát triển và rộng lớn khắp thế giới. Đó là một sự thật khó thể miễn bàn. Ai có duyên đến câu lạc bộ người cá thì tương lai tươi sáng đang chào đón các bạn nhé. Xong 40 tuần ở Việt Nam, Tiun làm 40 tuần ở Singapore, 40 tuần ở Hàn Quốc, còn nhiều quốc gia khác đang chờ Tiun. Và lượng fan của Tiun là vô cùng lớn, chắc chắn là như thế rồi. Tạo ra những điều tích cực để kêu gọi bảo vệ thiên nhiên và động vật là nhiệm vụ của Tiên Cá và các người cá đều sẽ làm. Còn các bạn không chịu tỉnh ngộ thì các bạn sẽ là người bị hại thiệt thòi nhất mà thôi.